Rồi chào các bạn những người đang xem ha. Hôm nay thì bơm nước đất nhà mà bữa nay chắc không được đi quay à. Sáng đây mình quay đất nhà, mình chia sẻ một clip cho các bạn nhà mọi người cùng xem tham khảo chơi ha. Thì miếng này của mình vụ này mình xả giống OM18 các bạn. Xả bữa 19 bữa nay 24 vậy. Hình như là 5 ngày 5 đêm gì đó. Bữa nay mình bơm nước lên luôn ha. Nói chung là vụ này bơm nước sớm không có sợ chết chủng đâu các bạn ơi. Nước nó mau rút lắm, bơm ngày hai ngày gì là nó rút lòi gò rồi. Có cái miếng kia mình xả trước, mình bơm ngày hôm qua ha. Miếng này thì mình xả một công 23 kg nha mọi người, giống OM18 này nè. Làm giống này thì vụ này nó nhẹ phân các bạn, phân mắc mà tính làm 5451 thì năng suất nó không bằng, với lại nó nặng phân hơn ha. Giá nó cũng không có hơn. Thì mình làm OM18 luôn, chưa biết vụ qua làm giống gì nha mọi người. Thì làm giống này thì nó hơi trễ, vụ này chắc khoảng trong đến 5 ngày mới cắt nha các bạn. Tại vì vụ này thu nó dai với lại nó lâu chín lắm. Nó không có giống như vụ đông xuân, vụ đông xuân tầm khoảng 101 lấy 2 ngày cắt được rồi. Nè cái miếng này bơm nước ngày qua ha. Bây giờ nó lú gò lên từ lửa hết trơn, miếng này kia mới chạc làm, mấy thằng hang nhỏ làm không có bằng, không đẹp rồi. Ở đây được rồi, mình kêu làm một công chỉ là 55.000 tiền mặt nha các bạn. Sẵn đây mình quay chia sẻ cách mà diệt ốc của mình à, kiểu này mình cũng mới nghĩ ra, thiết kế ra, không phải là mới nghĩ ra đây mà mình nghĩ cũng lâu lắm rồi các bạn, nhưng mà mình chưa có thời gian làm. Đợt này sẵn dịp bơm thức lên là làm cách này coi diệt ốc coi nó hiệu quả không ha. Nói chung là làm kiểu này nó mình khỏi xịt này, chỉ áp dụng cho những miếng mà không có xịt đầu vụ á. À, đợi bơm nước lên kiểu này xịt nó mới chất lượng nha các bạn. À, nước tới đâu ốc nó mò lên tới đó, rồi nó gặp thuốc thì nó đi luôn rồi. Không biết kiểu này có ai làm chưa nha, nào giờ mình cũng chưa thấy ai làm, chắc dùng khác cũng có người làm rồi nha các bạn. Dù mình miếng này miếng đó, bữa nay bơm nước lên miếng này nha, tới sau hè nhà mình luôn. Miếng này một lát nữa là mình xịt luôn nha các bạn, xịt mấy chỗ gò gò lòi đất lên như vậy nè. Tại vì miếng này của mình là nền nó có 2 tầng, mình làm mấy năm mà thấy nó đỡ nhiều lắm, mà sợ vụ này mà để khô nước lâu á, nó 2 tầng nó lên nha. Miếng này thì bơm ngập gò thì cái lung sợ nó chết, lung nó hơi sâu. Nghĩa là mình dự định là không phải dự định, lát nữa là mình xịt luôn, xịt Cantanin 50cc pha với sulfit của đồng xanh nha các bạn. Mình xịt chỗ nào lú gò lên là mình xịt sulfit đồng xanh thì pha 100cc, còn Cantanin 50cc nha. Chỗ này lú gò lên vậy là có nước ngày qua mình bơm ngập nó chèm nhẹp thì xịt nó mới kết quả nha sulfit các bạn. Còn mà khô gan khô mặt quá thì xịt nó không hiệu quả. Cách này mình cũng áp dụng cũng nhiều vụ rồi nha mọi người, thấy cũng hiệu quả nha. Cỏ này cũng chết luôn, với lại 2 tầng rồi nó không có lên. Thí dụ như là 2-3 ngày sau, 4-5 ngày sau gì đó các bạn bơm nước mà không có ngập gò thì 2 tầng nó không có lên nha. Mỗi lần các bạn bơm nước thì nó khoảng đâu là 3 tiếng hoặc là 4 tiếng đồng hồ gì đó. Rồi các bạn canh chỉnh sao cái ống mình nhỏ giọt nước xuống cho nó cho nó đủ thời gian khoảng 3 tiếng là vừa đầy đất các bạn đó, thì là nó vừa ha, chứ đừng cho nó dư quá hoặc là thiếu. Còn mấy canh nước này mình chảy giọt là mình có canh rồi nha. Một canh này mình cho nó nhỏ giọt được khoảng đâu 3 tiếng các bạn. Không biết sao hè của mình là 3 tiếng thì nó đầy rồi. Rồi giờ múc nước đầy rồi nha. Đầy canh này canh 30 lít nha các bạn. Này mình xài thuốc của Vipac A3 tóc nha. Thuốc này của bên công ty Phú Nông ha. Này 3.6 nha mọi người. Nhưng với mình bây giờ ta xài mấy loại thuốc này không à. Thuốc ốc rồi giờ ta ít ta xài lắm. Này miếng này thì mình
khoảng 8 công mình xài cho 4 chai nha. Một chai như vậy là được 2 công. Đó, này đổ rồi lấy cây quậy cũng được. Chơi này kiểu thí nghiệm các bạn ơi, chưa biết chắc là nó có chết hay không nha. Chai này chắc khoảng 60 ngàn nha các bạn. Còn thất bại thì nó mất 200 mấy 200-300 ngàn. Còn thành công thì bà con có thể học theo, làm theo, đỡ tốn công phun xịt. Bốn chai 8 công này vừa luôn nha mọi người. Còn các bạn mà muốn xịt mà đầu vụ á thì xới đất rồi hết trơn, các bạn bơm nước lên ngâm nước á, ngâm đất á, thì các bạn chơi kiểu này luôn cũng được luôn. Quá dư nước canh dở quá. Xong đi ăn phải sửa luôn. Làm kiểu này sợ nhiều bạn nói làm kiểu lười biếng, mà nhiều khi nhờ mà mấy người mà lười biếng thì mình mới biết được nhiều cách hay nha các bạn. Nói chung là mấy người lười biếng là sáng chế ra những thứ độc lắm. Lúc trước mình có nghe một cái clip ở trên Facebook đó, này có ông nào đăng lên là những người lười biếng sáng chế ra những thứ mà vĩ đại các bạn. Chẳng hạn như máy rửa chén nè, cũng phát minh ra từ người lười biếng nè. Máy giặt đồ, máy lau nhà, vân vân nha các bạn. Còn mấy người siêng không bao giờ họ nghĩ ra mấy cái đó. Này nói chơi thôi nha, vui chơi thôi nha. Thành công thì đỡ, thất bại thì lỗ. Thất bại thì bị dở chữ thôi các bạn ơi. Đó, chạy gầm cho nó nhiều giọt xuống. Chỗ này bơm thì chỗ này nó nước nó chảy qua đây. Qua đây ngay cái khu này nó xoáy nước lại nè, nên cho nước nhiễu xuống đây thuốc á. Đó, đơn giản thôi các bạn ơi. Trên mình bữa nay thì hồi sáng mình cũng có đi mua phân rồi nha các bạn. Phân thì mình mua tiền mặt giá đây, thì phân Đình Vũ loại bao màu xanh lá cây á là 1.100.000. Còn đạm Cà Mau 930 ngàn. Kali silic các bạn, kali gì quên nữa, kali gì, nói chung là kali rất dỗ mà 600 mấy ha. Đó, nhiễu như vậy là vừa nha. Rồi, như vậy là được rồi nha. Đó, nhỏ cái này là vừa luôn nè các bạn. Rồi, quay máy. Ít ít 80 bình mũ cút thẳng. Máy này đã mua 6 triệu mấy nha các bạn. Xài hết một đời máy chạc rồi, banh cái máy chạc rồi. Rồi đem xuống bơm nước.
tối nay là chắc ăn là chết lây gai. Nếu mà có chết thì tối nay nó chết thì và sáng mai là mình biết kết quả rồi. Ở đây hiện tại thấy cá lồng tông nó chết nữa các bạn. Chỗ này là ở tuốt trên đầu ngoài ở gần nhà mình nha. Còn cái máy mình là nằm tuốt trên kia đó các bạn. Sau cái nhà đáng trắng đó. Thường thường là cá chết là ốc có thể là chết nha. Do là lần đầu mình làm chưa biết là nó chết hay không nha các bạn. Làm kiểu này nếu mà đạt là nếu mà theo như mình tính là nếu mà ốc chết là vừa ngóc đầu lên là nó chết luôn, là chưa được ăn cọng nào như vậy. Tại vì nước đã có thuốc sẵn rồi, giờ bơm tới đâu là vừa tới miệng ốc thì ốc nó nuốt phải thuốc thì nó chết luôn. Có con này hình như là mới ló lên nó gặp nước nó chết luôn như này các bạn, im re luôn rồi. Thường nó lên thì nó bò ha, con này nó im re nó nằm ngửa luôn rồi nè, con này nó chết luôn rồi nha các bạn. Con này này chắc cũng đi luôn rồi nè. Đó các bạn thấy không? Hả họng rồi đó. Hả họng như vậy là nó chết nha. Rồi, mình bơm cũng lần đầy nha các bạn. Còn chỗ gò gò này ngày mai mình mới chăm, mới bơm mồi thêm tiếp ha. Clip mình làm tới đây thôi. Để ngày mai mình ra clip tiếp theo nha mọi người. Để ngày mai coi quay kỹ lại cái miếng đất của mình coi là ốc nó chết hết không nha các bạn. Hiện tại mình thấy ốc nó chết nhưng mà chưa biết là nó chết sạch không nha. Cũng còn khoảng 5 lít thuốc nữa là hết thuốc nha các bạn. Hết thuốc này là mình tắt máy nha. Nếu mà làm theo kiểu này là vừa hết thuốc là tắt máy mới được các bạn ơi. Nếu mà mình không tắt máy thì đầu trên này thuốc nó sẽ đi lỏng. Còn đầu trên kia thì nó dồn thuốc lên ha. Vừa hết thuốc là tắt máy là hay nhất. Đó là theo mình nghĩ thôi, nào giờ mình cũng chưa có làm thử nên mình đoán đoán vậy thôi nha các bạn.